Em Út thân chào cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ như cả nhà ơi. Hiện tại thì em đang quay cho anh chị em mình xem trước mắt, đó là cái những lưng sam hoa hồng của em Út đang ra hoa như cả nhà. Đó, anh chị em mình thấy đang ra hoa rất là nhiều, nên Út sẽ lưu gốc vui cùng anh chị em mình 200k một cặp hai cây nha anh chị em mình. Anh chị em mình thấy ra hoa rất là nhiều không? Anh chị em mà ưng ý thì cứ nhắn tin alo em Út sẽ chụp cho anh chị em mình nha. 200k một cặp nha cả nhà. Cây rất là to, cây được trồng hơn 2 tháng rồi nha anh chị em mình. Thân rất là to, hoa rất là nhiều. Trồng hơn 2 tháng rồi nên cây rất là to, chuẩn cây luôn nha cả nhà. Đó, anh chị em mình thấy nè. Cây nè. Đó. Nó to hơn cây búp bi của mình luôn cả nhà. Hơn 2 tháng rồi nha nên rễ đầy cây rồi. Nè anh chị em mình thấy phía dưới nè. Rễ nó mọc ra tới phía dưới luôn, ra ngoài luôn. Đó. Như vậy một cặp chỉ có là 200k thôi nha cả nhà. Đó. Một cặp 200k nha anh chị em mình, linh sam hoa hồng nha. Đó, anh chị em mình xem ha, chiều cao là từ 35 đến 40cm nha anh chị em mình. Cây đang cho hoa luôn nha. Đó. Anh chị em nào ưng ý thì cứ nhắn tin alo cho em Út nha cả nhà. Hiện tại thì em Út còn vài chục cây nha. Anh chị em ưng ý thì cứ nhắn tin alo cho em nha cả nhà. Linh sam hoa hồng nha, 200k một cặp nha cả nhà ơi. Cây đang cho hoa nha, cây rất là ok nha anh chị em mình. Ưng ý thì cứ nhắn tin alo cho em sẽ chụp gửi anh chị em mình xem ha.